Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ nhất năm 2023, tổ chức họp các thành viên để thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đa Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 998 bài dự thi, tiến hành sơ loại, lựa chọn được 87 bài dự thi đảm bảo đúng tỷ lệ cuộc thi, gồm 56 bài loại hình báo chí, 31 bài loại hình tạp chí. Căn cứ kết quả chấm điểm, ban giám khảo cuộc thi thống nhất trao tổng số 22 giải, trong đó mỗi loại hình tự thi có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đánh giá cao công tác tổ chức của ban tổ chức cuộc thi, sự nỗ lực, công tâm của tổ thư ký và ban giám khảo trong việc lựa chọn những bài viết chất lượng xứng đáng để trao giải. Đồng chí khẳng định, với gần 1.000 bài dự thi cho thấy sự tích cực tuyên truyền của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban tổ chức cuộc thi, tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và tổng kết trao giải cuộc thi trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, đồng thời lựa chọn tác phẩm xuất sắc để tham dự cuộc thi cấp trung ương.